Hello các bạn, mình làm thêm hoa Tết một lần nữa nha. Thì hôm nay thêm đi có cái chậu này, có cái vase này đây. Okay. Thì đó cái vase này, thì cái vase này á nhìn nó giống more là tàu hơn, nó hoa đó, more là Chinese cho Tết đó. Nhưng mà tại mình là Việt Nam thì mình cũng cắm theo kiểu Tết Việt Nam như mấy bạn. Thì đó. Thì cái mình cắm theo cái kiểu đó, thì hôm nay cũng là cái bông này, bông layer tiếp. Các bạn nhớ nha, bấm chút thêm chỉ ý đó, là khi mà mình cắm cái hoa này đó, mình muốn cho nó nở hết từ đầu tới đuôi á, mình phải lấy cái bút đầu của nó này nó ra, nhớ nha. Mở ra nè, mình bẻ cái đầu này đi đó, mình bẻ nó ra như vậy thì nó sẽ ra từ đầu tới đuôi. Còn nếu mà cái nào các bạn không có bẻ đó, nó không có ra được hết, thấy chưa? Thấy không? Thêm mi bẻ là nó sẽ ra hết từ đầu tới đuôi. Thì trước tiên á mình sẽ cắm cái này, thì tại vì khi này á cái hoa của nó sát đây nên mình nhớ mình cắm cho nó cái bình nó vừa mới tới đây ha. Mình đừng có cắm thấp quá mà cũng đừng có bấm cắm cao quá, tại vì thấp quá cái hoa nó ra nó sẽ đụng cái này, còn cao quá đó thì nhìn thì nó cũng hơi hơi kỳ kỳ. Mình cần phải có cái gì đó mình trang điểm cho nó chút hoa, để nhìn cho nó bớt kỳ một chút. Cái chậu này lên nó nhìn nó đẹp lắm, nhìn nó giống như cái Tết Việt Nam lắm. Nhưng mấy bạn nhớ nha, khi mà cắt cái bông này nè, cắt ở đây nè, nhớ mình cắt chéo lên như vậy ha, chứ mình đừng có cắt ngang như vậy. Cắt ngang như vậy khi mà mình cắm xuống đó, nước nó sẽ không có vô được. Mình cắt chéo qua như vậy nè, đó thì nước nó sẽ vô được. Thường thường cái hoa này họ bán chỉ có 10 hoa thôi chứ không phải 12 hoa nha. Thì mình cũng không biết tại sao cái gì cũng 12 hoa, có mỗi cái hoa này có 10 hoa. Cái này mình cắm vô trong giữa nữa nha mấy bạn, tại cái chậu này cái miệng nó nhỏ đó, mình cắm vô trong giữa nữa thì nhìn nó dày đặc hơn. Nhớ nha, nhớ cho mấy cái ngọn nó xòe ra ngoài cho nó đẹp, tại cái bông này nó có cái độ cong á, nó xòe ra nó mới đẹp như vậy. Nó không có xòe ra nó không có đẹp đâu, đừng có để lộn xộn, để đúng thôi, để thẳng thôi là trên đầu nó cũng đã xòe ra rồi. Thấy không, các bạn thấy không, nó xòe theo cái hướng rất là đẹp. Xong rồi á, Thêmy có những cái filler này, các bạn thấy không? Các bạn cho vô nha, cho vô trong giữa của nó rồi cho vô bốn xung quanh đó. Cho vô giữa. Mấy bạn để thấp thấp cho nó thấp bên dưới nha, đừng để lên cao quá, lên cao mới được đẹp đâu. Đó, mình bỏ ra mà vì á, Thêmy làm hoa cuối tuần đó,
Cho nên là bạn nào mà muốn đặt hoa cho Valentine Day nè, Valentine sắp tới rồi, muốn đặt hoa cho Valentine thì mấy bạn có thể inbox cho Temi with cái message ở bên dưới cho Temi, hoặc là Temi sẽ bỏ cái số phone number mấy bạn text cho Temi ha. Nếu mà mấy bạn muốn đặt mà ở cái vùng này nè, ở cái vùng Virginia này, ok, Temi ở Virginia đó, thì mà Temi ở cái vùng center của Virginia, ở Annandale, Springfield, Arlington, mấy cái vùng đó đó, các bạn cứ gọi cho Temi đi ha. Nếu mà mấy bạn muốn tìm hiểu thêm thì cứ gọi cho Temi. Thì đây là cái mà mình mới làm xong đây. Cái này làm rất là dễ mà nó thì nó rất là sum tụ đẹp. Mấy bạn phải làm như vậy chứ đừng có cắm không nha. Cái này dễ lắm. Đó, thì mình xài cho mấy bạn coi. Còn nếu mà mấy bạn mà muốn thêm tết nữa thì bỏ thêm cái tiền vô. Đó, thấy chưa? Mấy bạn thấy không? Nhìn nó giống như ngày Tết Việt Nam chưa? Đồng tiền. Mình bỏ cái này vô. Mấy bạn biết cái chữ này là chữ gì không? Anh bạn trai nói chữ này là chữ phúc. Chữ này là chữ phúc á, là phúc lộc á. Phúc lộc đầy nhà đó mấy bạn biết không? Đó. Đó, mấy bạn để giữa chậu như vậy nè. Rất là đẹp ha. Thì cái này thêm đi cắm. Mấy bạn nào mà muốn đặt hoa cưới, hoa Tết, hoa Valentine, Mother's Day sắp tới sửa tới rồi đó thì cứ gọi cho thêm mình ha. Okay, mấy bạn thấy thầy mình bỏ xích xuống cho mấy bạn nhìn thấy cái chân hoa ha. Mấy bạn thấy đẹp không?